vẻ không có nguyên tắc, chỉ sợ kẻ xấu tới ăn hoa quả. Vận động không hề xuất sắc, yêu bạn rồi, tôi liền không đi nữa. Những loại quả nhiều thịt, người bạn mập mạp, thật thà phúc hậu. Ngẩng đầu lên, nắm đấm của tôi tròn tròn, chuyên đánh quái thú. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn. U a i, vươn đôi tay ra. Hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ. Tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não. U a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào. Yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn. U a i, vươn đôi tay ra. Hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ. Tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não. U a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào. Yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Đội biệt kích trái cây. Tập 21. Trò chơi trốn tìm. Đến lúc chơi trốn tìm rồi, tớ sẽ chơi đầu tiên. Hãy đảm bảo tớ sẽ không tìm được các cậu quá dễ. 5, 4, 3, 2, 1. Dâu tây, tớ thấy cậu rồi. Lần này không tính, tớ vẫn chưa trốn xong. Hãy làm lại đi. Tớ thấy cậu rồi dâu tây. Lần này không tính, tớ vẫn chưa quen với phần này của khu rừng. Hãy làm lại lần nữa. Tìm thấy cậu một lần nữa, vẫn không tính. Cậu cứ đi theo tớ. Cậu chơi ăn gian, làm lại đi. Cậu trốn rất tệ, dâu tây. Điều đó không đúng, chúng ta hãy chơi lại đi. Tớ thấy cậu rồi, dâu tây. Lần này không tính. Thấy cậu nữa rồi, dâu tây. Không tính. Dâu tây, cái gì? Vẫn không tính. Thôi nào, đến lúc về nhà rồi. Hôm nay chơi vui thật đấy. Đợi đã. Gì thế, dâu tây? Tớ đã quyết định rằng chúng ta sẽ chơi lại vào ngày mai. Có chuyện gì với dâu tây thế? Đó là bởi vì hôm nay cậu ấy luôn bị tìm thấy trước. Nhưng đó chỉ là một trò chơi thôi, đừng để bụng. Là một học sinh xuất sắc, tớ phải là người giỏi nhất, ngay cả khi chơi trốn tìm. Có vấn đề gì? Chúng ta có chơi hay không? Có, chắc chắn rồi. Quyết định vậy nhé. Hẹn gặp các cậu ngày mai. Là học sinh giỏi nhất và đứng đầu lớp, tớ không thể làm mình thất vọng. Sau một đêm thu thập và phân tích dữ liệu, tớ đã biên soạn một bản gồm 10 nơi kín đáo và bí mật nhất để ẩn nấp. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng cậu đã trở thành nhà vô địch trốn tìm. Dâu tây, sao cậu lại cười? Tốt, các cậu ở đây rồi. Hãy bắt đầu chơi trốn tìm nào. Được. Quýt sẽ đi tìm đầu tiên. Được rồi. 10, 9. Mình thề trên danh dự là học sinh giỏi nhất. Mình sẽ không để họ bắt được lần này. Mình sẽ trốn đằng sau cái cây. Gì cơ? 1. Mình sẽ tìm một chỗ mới. Lại một người khác. Cái gì? Việc này khó quá. Các bạn đều rất giỏi đi trốn. Tớ thấy cậu rồi, dứa. Này táo, đừng ngủ nữa, dậy đi. Mình không thể trốn ở đây, mình cũng không thể trốn ở đây. Không phải ở đây, mình không thể trốn ở bất kỳ nơi nào trong số này. Chỉ cần một nơi để trốn. Nhà tiến sĩ ria đỏ. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy mình ở đó. Đi nào, chó ít. Chúng ta đi bắt lũ trái cây thôi. Ồ, có rất nhiều nơi để trốn. Đây, 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 đây.
Đây, 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 đây. Là học sinh giỏi nhất. Mình là người trốn giỏi nhất. Chuyên gia trốn tìm. Cậu ấy là nhất. Thật đặc biệt. Ôi không, tiến sĩ Ria Đỏ quay lại rồi. Chán thật, ta lại lãng phí một ngày nữa. Người đúng là vô dụng. Là một con chó, người không thể xác định được dù chỉ một trái cây bằng mùi hương của nó. Alo, tôi gọi tới từ nhà máy điện của khu rừng. Vì thanh toán của ông quá hạn, điện của ông sẽ bị cắt. Hả? Cái gì? Họ hành động nhanh quá. Được rồi, có chuyện gì thế chó ếch? Ngươi tìm được con chuột trong nhà ư? Tuyệt vời. Không phải một con chuột mà là một trái cây nhỏ xinh. Tìm được đường vào nhà ta. Nói cho ta nghe nào nhóc. Ngươi đang chơi trốn tìm trong nhà ta hả? Cậu ấy thực sự là học sinh giỏi nhất. Dâu tây trốn giỏi quá. Cậu ấy hẳn đã về nhà sau khi trốn quá lâu. Tớ đói rồi. Dâu tây đâu? Các em có chơi với bạn ấy không? Vậy nghĩa là dâu tây vẫn đang trốn. Nhưng trời đã tối rồi. Liệu cậu ấy có bị lạc trong rừng không? Chúng ta đi tìm cậu ấy thôi. Dâu tây! Dâu tây! Dâu tây! Dâu tây! Dâu tây! Dâu tây, cậu đang trốn ở chỗ nào thế? Cái gì đây? Hả? Trông như bản đồ của trẻ con. Này, đây không phải là nơi chúng ta trốn trong trò chơi ngày hôm nay sao? Tớ cho rằng bản đồ này là hướng dẫn chiến lược cho trò trốn tìm của dâu tây. Chà, cậu ấy đúng là học sinh giỏi nhất. Cậu ấy đã nghiên cứu ngay cả đối với một trò chơi. Nhưng cậu ấy đã gạch bỏ tất cả những chỗ này. Cậu ấy có thể trốn ở đâu bây giờ? Chỗ này chưa bị gạch bỏ. Nhà tiến sĩ Ria Đỏ. Mình sẽ không cạnh tranh như vậy nữa. Này, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ làm mất ngay khi sở điện cấp điện trở lại. Chúng ta phải cứu cậu ấy ngay. Chúng ta nên làm gì đây? Có cách rồi. Cậu đánh lạc hướng tiến sĩ Ria Đỏ trong khi tớ thổi tắt nến. Đội biệt kích trái cây, tấn công! Ta tới đây. Cái gì? Đội biệt kích trái cây. Lại là đánh trái cây khó chịu trong những chiếc ô tô nhỏ. Chó ếch, tấn công. Đội biệt kích trái cây, cảm ơn các cậu đã cứu tớ. Không có gì. Nhiệm vụ của bọn tớ là cứu trái cây gặp khó khăn. Để tớ thổi tắt nến. Người muốn thổi tắt nến của ta ư? Sẽ không dễ vậy đâu. Không, thật ra là quá dễ. Ôi, đau quá. Đợi đã, ta không nhìn thấy gì.
chó ếch, đừng để chúng chạy thoát. Ôi không, tớ quên mất, tối quá, chúng ta có thể không tìm được lối ra. Không sao, tớ có thể dẫn đường tới lối ra. Thật sao? Tớ đã nghiên cứu về nhà của tiến sĩ Ria Đỏ. Tớ có thể bước ra ngoài ngay cả khi nhắm mắt. Cứ đi theo giọng nói của tớ. Được thôi. Rẽ phải sau 5 mét nữa. Rẽ trái sau 3 mét nữa. Giờ đi thẳng 10 mét nữa. Lối ra ở cách đây 5 mét. Ngươi đã thấy lũ trái cây chưa? Cắn chúng đi. Không, đó là chân của ta, đồ chó ngu ngốc. Ngươi đúng là vô dụng. Dâu tây, trốn ở chỗ đó, thật là quá táo bạo. Cậu thực sự là một chuyên gia trốn tìm. Tớ sẽ không chơi trốn tìm nữa đâu.